thế giới bóng đá chấn động, huyền thoại Platini bị bắt vì nghi án hối lộ. Paris Saint-Germain quyết giữ Mbappe bằng mọi giá, huấn luyện viên Park Hang-seo gợi ý gia hạn hợp đồng với VFF. Đó là những tin tức cập nhật mới nhất. Vincent Platini, cựu chủ tịch của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA vừa bị bắt giữ vì liên quan đến vụ nhận hối lộ World Cup 2022 của Qatar. Cựu danh thủ Pháp đã bị cảnh sát bắt giữ tại Nanterre, ngoại ô Paris để điều tra. Cựu danh thủ người Pháp năm nay 63 tuổi và từng đảm nhận chức vụ cao nhất của UEFA từ năm 2007 tới năm 2015 vì tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng thì Vincent Platini đã nhận 2 triệu đô la Mỹ tiền trung thành từ cựu chủ tịch FIFA, Sepp Blatter. Số tiền này khiến Platini bị cấm hoạt động liên quan tới bóng đá tới 6 năm nhưng sau đó được giảm xuống còn 4 năm bởi tòa án trọng tài thể thao quốc tế. Bên cạnh đó, Platini cũng bị nghi ngờ liên quan đến việc nhận hối lộ trong quá trình xét duyệt đăng cai World Cup 2022. Đây chính là lý do văn phòng chống tham nhũng của cảnh sát tư pháp Pháp mời cựu chủ tịch UEFA tới thẩm vấn. Năm 2010, Qatar đã nhận được quyền đăng cai World Cup 2022 một cách đầy tranh cãi. Sau đó 4 năm, Vincent Platini thừa nhận đã tổ chức một số cuộc họp bí mật với Mohamed bin Hammam, cựu phó chủ tịch FIFA trước khi bỏ phiếu cho Qatar. Sau đó không lâu, Mohamed bin Hammam đã bị cho thôi chức và điều tra nhiều vụ bê bối liên quan tới lợi ích cá nhân cũng như hối lộ. Theo tờ Telegraph điều tra thì Platini và bin Hammam gặp nhau không dưới 30 lần trước khi cựu chủ tịch AFC bị buộc thôi chức. Một thông tin khác đáng chú ý là Klaus Hüen, cố vấn của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng bị thẩm vấn vì liên quan tới vụ việc này nhưng không bị bắt. Chủ tịch Paris Saint-Germain, Nasean Clive khẳng định 200% tiền đạo Kylian Mbappe sẽ ở lại sân công viên các hoàng tử, nhưng lại để ngỏ khả năng có thể bán chân sút Neymar nếu như cầu thủ người Brazil muốn ra đi. Theo Sky Sports, Tottenham sẽ phải trả tới 63 triệu bảng để có được mục tiêu chuyển nhượng số 1 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tiền vệ Tanguy Ndombele của Lyon, cầu thủ người Pháp chỉ mới gia nhập Lyon mùa hè 2017 với mức phí 7 triệu bảng từ Amiens. Crystal Palace đã từ chối lời đề nghị 50 triệu bảng 35 triệu trả trước, 15 triệu trả sau của Man United dành cho hậu vệ Aaron Wan-Bissaka. Đội bóng thành London muốn nhận đủ khoản tiền 50 triệu bảng tiền mặt cho cầu thủ 21 tuổi người Anh. Man City đang cân nhắc kích hoạt điều khoản mua lại trung vệ Angelino với mức phí 6 triệu bảng để tăng cường sức mạnh cho khu vực trung tâm hàng thủ sau sự ra đi của thủ quân Vincent Kompany. Cầu thủ 22 tuổi mới chỉ gia nhập PSV mùa hè 2018 bằng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm từ Man City và nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng thủ đội bóng Hà Lan. West Ham sẽ bán hậu vệ Issa Diop với giá 60 triệu bảng. Hiện tại Man United, Paris Saint-Germain và Barcelona là ba đội bóng đang quan tâm đến cầu thủ 22 tuổi người Pháp. Người đại diện của Nikola Vlasic cho biết tiền vệ của Everton đang đàm phán để gia nhập CSKA Moscow trong một thỏa thuận mua Đức. Cầu thủ người Croatia được đem cho CSKA Moscow mượn mùa trước và nhận được sự tin tưởng của NHB đội bóng. Tân binh ngoại hạng Anh, Aston Villa đang cân nhắc hỏi mua hậu vệ Terence Kongolo của Huddersfield. Cầu thủ 25 tuổi người Hà Lan đã đánh tiếng đòi ra đi sau khi đội chủ quản Huddersfield nhận vé xuống hạng nhất Anh mùa tới. Arsenal đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng tiền đạo trẻ Gabriel Martinelli từ Ituano với mức phí khoảng 6 triệu bảng. Cầu thủ sẽ tròn 18 tuổi ngày hôm nay 18 tháng 6 sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với pháo thủ thành London. Arsenal đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng tiền đạo trẻ Gabriel Martinelli từ Ituano với mức phí khoảng 6 triệu bảng. Cầu thủ sẽ tròn 18 tuổi ngày hôm nay 18 tháng 6 sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với pháo thủ thành London. Paris Saint-Germain và MU tranh giành Philippe Coutinho, quỷ đỏ khó lòng giữ chân Paul Pogba sau khi ngôi sao người Pháp vừa lên tiếng thừa nhận muốn rời Old Trafford tìm kiếm thử thách ở môi trường mới. Hiện cả Real Madrid lẫn Juventus đều muốn có sự phục vụ của Pogba. Tuy nhiên,
MU từ chối bán dưới cái giá 150 triệu bảng. Tờ Mundo Deportivo cho hay, quan chức Quỷ Đỏ cùng huấn luyện viên Solskjaer đã tính đưa Philippe Coutinho về thay thế Pogba. Nếu cầu thủ này quyết chí ra đi, ngôi sao người Brazil đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường thi đấu tại Nou Camp. Sau vụ chuyển nhượng bom tấn trị giá 142 triệu bảng hồi đầu năm 2018, gây thất vọng liên tiếp nên Coutinho sẽ bị đẩy ra khỏi câu lạc bộ nếu Barca nhận được lời đề nghị hợp lý. Cụ thể, Paris Saint-Germain sẵn sàng chi 90 triệu bảng và mới nhất là MU cũng xúc tiền chiêu mộ tiền vệ 27 tuổi này. Lợi thế khi Coutinho gia nhập MU là đã quá quen với môi trường ngoại hạng Anh. Solskjaer sẽ cố gắng xây dựng lối chơi mới Quỷ Đỏ xung quanh anh, người có khả năng tạo đột biến và ghi bàn từ tuyến hai ấn tượng. Juventus duyệt chi 33 triệu euro cho Trippier. Trong công tác chuẩn bị dần cho sự ra đi của Joao Cancelo, Juventus đã xác định mục tiêu ưu tiên là Kieran Trippier của Tottenham. Trippier mới 28 tuổi, đang ở độ chín của sự nghiệp và được đánh giá rất cao bởi Maurizio Sarri, tân huấn luyện viên của lão bà. Huấn luyện viên Park Hang-seo gợi ý gia hạn hợp đồng với VFF. Một số nguồn tin khẳng định, ông thầy người Hàn Quốc Park Hang-seo đã tiết lộ rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai bên để gia hạn hợp đồng tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ông Park Hang-seo có một thời gian dài hơn 1.5 năm gặt hái nhiều thành công với làng bóng Việt Nam kể từ khi ông ký bản hợp đồng 2 năm với VFF vào tháng 10 năm 2017. Thành tích đầu tiên ở một giải chính thức là ông Park giúp đội U23 quốc gia vào chơi trận chung kết giải vô địch U23 châu Á 2018 và chỉ chịu thua U23 Uzbekistan 1-2 ở những giây cuối. Sau đó, ông thầy người Hàn Quốc đưa học trò tuyển Olympic Việt Nam vào chơi trận bán kết ASEAN 2018 và các đàn anh tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018 và vào đến tứ kết ASEAN Cup 2019. Tuy nhiên, hợp đồng của ông Park với VFF sẽ kết thúc vào tháng 1 năm 2020. Trong thời điểm này, bóng đá Việt Nam vẫn đang chơi ở giữa chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFC Cup 2023. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng sẽ dẫn dắt đội U23 Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 12 năm 2019 cũng như vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan vào tháng 1 năm 2020. Chính vì thế, việc gia hạn hợp đồng của VFF với ông Park càng trở nên quan trọng hơn. Theo nhiều nguồn tin, ông Park Hang-seo đã lên tiếng xác nhận rằng các cuộc đàm phán giữa đại diện của ông và VFF để tiến tới ký hợp đồng sẽ diễn ra trong tương lai gần. Ông thầy Hàn cho biết mình rất trân trọng tình cảm của những người ủng hộ ông và các học trò ở những đội tuyển quốc gia. Tôi có những đặc quyền khi làm việc tại Việt Nam và điều làm tôi cảm động nhất là khi nhận được rất nhiều tình yêu và sự ủng hộ từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tình cảm ấy làm cho tôi nhận thấy cần có thêm nhiều trách nhiệm hơn nữa khi tiếp tục gắn bó, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ. Về bản hợp đồng tái ký với VFF, ông Park cho rằng đấy là một quy trình khá phức tạp. Tôi đã ủy quyền cho người đại diện của mình ngồi vào bàn đàm phán và anh ấy chắc chắn sẽ sớm tìm được thỏa thuận hợp lý với VFF. Phía đối tác, đích thân chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã bật bí bản hợp đồng mới của ông Park Hang-seo có thể kéo dài 2 năm như trước đây. Người yêu bóng đá Việt Nam đừng sợ mất ông Park. Ai cũng thấy huấn luyện viên Park rất yêu mến làng bóng và con người Việt Nam. Chúng ta cũng yêu ông ấy bằng một tình yêu chân thành và mộc mạc. VFF sẽ nhanh chóng chọn phương án thích hợp nhất để giữ ông Park và chắc chắn sẽ có những mức đãi ngộ tương xứng với công lao của ông đã làm cho bóng đá Việt Nam. Hiện lương tháng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn do ông bầu Đoàn Nguyên Đức chi trả không dưới 30.000 đô la Mỹ trong vòng 2 năm. Cái khó của VFF sau này tái ký hợp đồng với ông thầy Hàn là ngoài khoản lương cho ông Park còn phải có quỹ lương lớn cho các cộng sự người Hàn Quốc. Tuy nhiên, chủ tịch VFF Lê Khánh Hải đã trấn an, VFF sẽ huy động từ các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp lớn, bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước.